Hôm nay ngày 24 tháng 4, đoàn công tác của ban dân tộc, hội đồng nhân dân tỉnh đã giám sát kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2023 tại huyện Bà Thước. Tính đến hết năm 2023, trong tổng số 14 chỉ tiêu thực hiện theo chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, huyện Bá Thước có 8 chỉ tiêu đã hoàn thành, 6 chỉ tiêu đang phấn đấu hoàn thành. Dự kiến đến năm 2025, huyện Bá Thước có 12 trên 14 mục tiêu hoàn thành kế hoạch. Hai mục tiêu sẽ phải nỗ lực hết sức mới có thể hoàn thành là chỉ tiêu về tỷ lệ tăng thu nhập bình quân, tỷ lệ số xã thôn ra khỏi địa bàn đặc biệt khó khăn. Từ năm 2021 đến năm 2023, huyện đã giải ngân trên 84% trong số vốn được phân bổ 94,6 tỷ đồng. Trong đó, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư phát triển đạt 95,7%. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai chương trình, huyện còn gặp một số khó khăn vướng mắc do có nhiều nội dung, cơ chế và cách thức triển khai mới so với giai đoạn trước. Trong khi đó, việc ban hành các văn bản hướng dẫn của Trung ương chưa kịp thời, có những nội dung sau 2 năm thực hiện đã phải điều chỉnh. Nhiều nội dung đã được bố trí vốn nhưng không thể triển khai, phải điều chỉnh hoặc giải ngân chậm. Tại buổi giám sát, huyện Bá Thước kiến nghị Trung ương tiếp tục hỗ trợ các xã thôn vừa thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn. Nâng mức hỗ trợ xây dựng nhà ở từ mức 40 triệu đồng lên 80 triệu đồng một hộ. Nâng mức hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu cho thôn xã đặc biệt khó khăn. Đề nghị tỉnh tiếp tục hỗ trợ tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ tham gia chương trình. Xem xét hỗ trợ kinh phí để huyện hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa thể thao cấp huyện. Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá cao kết quả triển khai chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Bà Thước từ năm 2021 đến nay góp phần phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống cho đồng bào, thu hẹp khoảng cách vùng miền núi với miền xuôi. Đoàn giám sát đề nghị huyện Ba Thước tiếp tục ra soát các nhiệm vụ, lồng ghép các chương trình, nguồn vốn bao gồm cả xã hội hóa để thực hiện hiệu quả chương trình, nhất là đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện địa phương. Tăng cường kiểm tra, giám sát, chương trình được thực hiện đúng mục tiêu và đạt hiệu quả cao nhất.